Đặc biệt, trường hợp Campuchia không chỉ sử dụng kênh đào cho mục đích giao thông thủy mà còn đa mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ và thương mại, thì ước tính sơ bộ lưu lượng khai thác có thể lên đến 150 mét khối trên dây, chiếm khoảng 30% lưu lượng về sông Hậu trong mùa kiệt. Bác Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước vì liên quan hậu pháo Thông tin với báo chí tối 23 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt về tội danh này có ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ngoài ra, ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá, cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà và Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư chi cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường, thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định gia đất bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Diễn biến này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Cụ thể, các ông Khước, Hải và Nhiệm đã nhận tiền của hậu pháo để chỉ đạo bà Hương thông qua ông Nghĩa và ông Huy tư vấn, thẩm định giá đất, tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước 200,9 tỷ đồng. Ngày 22 và 23 tháng 4, sau khi biện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên gia lo kênh đào Phú Nam, Techo có thể rút mất 30% lượng nước về sông Hậu. Ngày 23 tháng 4, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phú Nam Techo của Campuchia nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy ban sông Mê Công quốc tế. Theo báo cáo đưa ra, mặc dù dự án thuộc diện thông báo nhưng do kênh đào sử dụng trực tiếp nguồn nước của sông Ba Xác, sông Hậu tại Việt Nam là phân lưu chính của sông Mê Công nên đã gây ra nhiều mối quan ngại của các bộ, ngành, địa phương các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và cộng đồng địa phương về tác động xuyên biên giới của dự án này. Dự án giao thông thủy phù nam Techo là một dự án xây dựng kênh đào nối sông Mekong với biển ở Campuchia. Dự án này được chính phủ Campuchia khởi xướng vào năm 2022 với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến sông cửu long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Hiện một năm tổng lượng hàng hóa qua các tuyến giao thông thủy của Campuchia và Việt Nam khoảng 20 triệu tấn trên năm. Tuyến giao thông thủy dự kiến ở Campuchia có tổng chiều dài khoảng 180 km, được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 cây nối sông Mê Công và Ba Sắc dài khoảng 10 km, đoạn 2 là sông Ba Sắc dài khoảng 55 km, đoạn 3 cây nối sông Ba Sắc ra biển dài khoảng 125 km, trên tuyến có 3 cống Âu. Dự án Phù Nam, Techo dự kiến triển khai xây dựng là 2024 và hoàn thành vào năm 2027, đưa vào vận hành hoạt động từ năm 2028, kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đô. Trước đó, theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam gửi Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá ban đầu cho thấy, nếu vận hành đơn thuần là mục tiêu giao thông thủy và các cống âu được vận hành thì nguy cơ tác động đến diễn biến dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long là không lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp bất lợi nếu các cống âu được mở tự do thì khả năng mất nước trong mùa kiệt chiếm khoảng trên dưới 2% lưu lượng về đồng bằng sông Cửu Long. Một số quan ngại về mặt môi trường của dự án được đánh giá như ảnh hưởng đến hệ sinh thái của châu thổ Mekong khi kênh đào phù Nam Techo sẽ đi qua khu vực có hệ sinh thái đa dạng và phong phú của châu thổ Mekong. Đặc biệt Trường hợp Campuchia không chỉ sử dụng kênh đào cho mục đích giao thông thủy mà còn đa mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ và thương mại, thì ước tính sơ bộ lưu lượng khai thác có thể lên đến 150 mét khối trên dây, chiếm khoảng 30% lưu lượng về sông hậu trong mùa kiệt. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long. Chủ lớp mẫu giáo khai lý do bảo hành hai bé trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bò. Cụ thể tối ngày 23 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Linh Đông ghi nhận thông tin phản ánh của người dân trên nhóm Facebook cộng đồng Người dân phường Linh Đông có hai video ghi hình ảnh trẻ em bị bạo hành tại lớp mầm non Ti Bò, địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông. Ủy ban nhân dân phường đã làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga, là chủ lớp mẫu giáo tí bò, cũng là người thực hiện hành vi bạo hành đối với em NTC, 5 tuổi, và NMH, 6 tuổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4 tại lớp mẫu giáo tí bò. Từ khi xảy ra vụ việc, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa được sự đồng thuận của gia đình. Do đó, sự việc được phát tán lên mạng xã hội. Lý giải về hành động của mình, bà Nga khai do cháu hát nghịch, làm hư đồ chơi, nên bà Nga đã dùng viên gạch nhựa màu đỏ là đồ chơi trong lớp, đánh vào đầu của bé và dùng tay tác vào mặt của bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều. Đối với cháu C, bà Nga cho rằng bé không chịu ăn, khóc, bịt miệng. Do đó, bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, dẫn đến hoảng sợ, khóc nhiều. Căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục, hành vi của bà Lâm Thị Bạch Nga vi phạm các quy định quy chế và tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo. Do đó, Ủy ban Nhân dân Phường Lên Đông ban hành các quyết định đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo tí bò, thời gian bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Phường chỉ đạo Công an Phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của bà Lâm Thị Bạch Nga. Trợ lý thân cận bị bắt, Chủ tịch Vương Đình Huệ có chịu trách nhiệm người đứng đầu? Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa bị bắt với cáo buộc liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An, nhiều người thắc mắc ông Vương Đình Huệ có chịu trách nhiệm người đứng đầu. Chính quy định chịu trách nhiệm của người đứng đầu đã khiến hàng loạt quan chức cấp cao trong Đảng bao gồm cả ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật theo nhiều hình thức khác nhau, đa phần là bị miễn nhiệm cho thôi chức. Trường hợp gần đây nhất là cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Ông Thưởng đã được cho thôi chức chủ tịch nước khi phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015, trong vụ án tại tập đoàn Thuận An vào ngày 15 tháng 4, chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn duy hưng và phó tổng giám đốc nguyễn khắc mẫn của tập đoàn này đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can là lãnh đạo cán bộ quản lý thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang gồm giám đốc ông nguyễn văn thảo phó giám đốc ông đàm văn cường và ông hoàng thế du trưởng phòng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng riêng ông nguyễn văn thảo người ký quyết định phê duyệt gói thầu dự án cầu đồng việt mà tập đoàn thuận an liên danh trúng thầu còn bị điều tra thêm tội nhận hối lộ sau khi các lãnh đạo tập đoàn thuận an và ba cán bộ tỉnh bắc giang bị khởi tố bắt giam nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành giả soát các dự án gói thầu mà tập đoàn thuận an tham gia đáng chú ý báo tuổi trẻ dẫn nguồn tin cho biết việc ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh này giả soát các dự án của thuận an là nhận chỉ đạo từ ngành dọc ở đây là ủy ban kiểm tra trung ương đảng Do đó có thể hiểu là có cán bộ do trung ương quản lý liên quan tới cáo buộc sai phạm tại tập đoàn Thuận An. Giờ đây với việc ông Phạm Thái Hà bị bắt, điều này đang dần được khẳng định. Trách nhiệm của người đứng đầu, việc ông Phạm Hải Hà bị khởi tố bắt tạm giam thì cấp trên của ông Hà là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thể sẽ bị xử lý theo quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ do thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2021. Điều 7 của quy định này nêu rõ, một, miễn nhiệm với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. 2. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. 3. Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Quy định 41 của Bộ Chính trị còn được xem là cách để các cán bộ quan chức hạ cánh an toàn hay còn gọi là xin thôi trong danh dự. Quy định này được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn giải trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào tháng 5 năm 2023 và được coi là một điểm mới khi Đảng đã cho rất nhiều cán bộ kể cả cấp cao thôi chức và khuyến khích xin thôi. Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chạm rồi, tốt nhất xin thôi. Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Gần đây rất nhiều trường hợp và còn nữa, các đồng chí cứ chờ xem, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Quy định 41 đã khiến không ít ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, những nhân vật quyền lực nhất trong đảng phải tư chức khi phải chịu trách nhiệm người đứng đầu. Trường hợp mới nhất là cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tội danh ông Phạm Hải Hà bị khởi tố bắt tạm giam là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt của tội danh này lên đến mức trung thân nên theo quy định thì đây thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mối quan hệ của ông Phạm Thái Hà với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976 quê quán tại huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Phạm Thái Hà đang là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội được bổ nhiệm vào ngày 5 tháng 5 năm 2022. Đưa tin về việc bổ nhiệm này, trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV viết Ông Phạm Thái Hà là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản đã trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian dài gắn bó, tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Quốc hội. Thông tin từ báo chí cho thấy ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông Vương Đình Huệ trước khi giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Trong quá trình công tác, ông Phạm Thái Hà đã theo chân ông Huệ qua nhiều cơ quan suốt nhiều năm trời. Theo thông tin của VOV, thì trong thời gian ông Vương Đình Huệ làm tổng kiểm toán nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông. Sau đó, ông Huệ hội trải qua các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2011-2012, trưởng ban kinh tế trung ương giai đoạn 2012-2016, phó thủ tướng giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Thái Hà vẫn là người trợ lý thân cận của ông Huệ, kể cả khi ông Vương Đình Huệ chuyển sang làm bí thư thành ủy Hà Nội từ năm 2020 đến năm 2021, ông Phạm Thái Hà vẫn theo chân ông. Đến tháng 4 năm 2021, ông Huệ trở thành chủ tịch Quốc hội, một trong tứ trụ của Việt Nam, ông Hà đã chuyển sang làm trợ lý chủ tịch Quốc hội và chỉ sau đó hơn một năm, tháng 5 năm 2022, ông Phạm Thái Hà chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Có thể thấy trong quá trình công tác nhiều năm qua, ông Phạm Thái Hà với ông Vương Đình Huệ luôn như hình với bóng. Hàng loạt lãnh đạo cán bộ Vĩnh Phúc bị bắt trong vụ hậu pháo vì dự án hơn 2.000 tỷ đồng Ngày 20 và 23 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với các đối tượng. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư chi cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường thành viên tổ chức việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Trước đó ngày 28 tháng 3, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, các lãnh đạo cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố bắt tạm giam như đã nêu đều do liên quan đến dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Cụ thể, Bộ Công an xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Tổng diện tích dự án là trên 186 ha, thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được chia thành các phân khu, đô thị thương mại, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và chợ điện tử, vật liệu xây dựng. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Bí thư thành ủy Đà Nẵng trả lời cử tri, việc nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin thôi chức. Sáng ngày 24 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ba quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại hội nghị, cử tri Trần Vĩnh Thái quận Hải Châu đặt câu hỏi: Vì sao hai vị nguyên là chủ tịch nước, trong đó có ông Võ Văn Thưởng xin thôi chức khi đang là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng? Cử tri mong muốn được cấp thông tin rõ ràng, minh bạch, đáp trả các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng cử tri Trần Thanh Tôn, quận Sơn Trà cho rằng các vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An phải đấu tranh thường xuyên mới ngăn chặn được tham nhũng. Bình quân thu nhập của người Việt Nam còn thấp, mà một bộ phận cán bộ tiêu xài hoang phí cho con cháu đi học nước ngoài phải thu hồi hết tài sản tham nhũng. Nhiều cán bộ đi tù về vẫn còn giàu lắm, ông Tôn nói. Theo cử tri Trần Nguyễn Duy Thịnh, quận Thanh Khê, cần yêu cầu cán bộ ký cam kết chịu tịch thu toàn bộ tài sản nếu tham nhũng vì ký cam kết thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chống tham nhũng của cán bộ, tạo ra sự răng đe đối với người có ý định tham nhũng. Ông Thịnh cũng đề xuất hình sự hóa cán bộ tín dụng, không thẩm định kỹ lưỡng, câu kết với người vay tiền thẩm duyệt qua loa, làm thất thoát vốn ngân hàng và tài sản nhà nước. Cử tri này cho rằng cần hình sự hóa các vụ án lừa đảo kinh tế với số tiền lớn hơn 200 triệu đồng, qua đó bảo vệ quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Trả lời nội dung này, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Bộ luật hình sự hiện hành đã hình sự hóa hành vi nói trên. Trong tội danh vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, có hành vi thẩm định không đúng, dẫn đến cho vay không đúng, gây thất thoát tài sản. Hiện cán bộ các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại đều bị xử lý trách nhiệm về hành vi này cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày